Rồi, chào cả nhà mình ha. Chào cô chú anh chị mình đã quay lại kênh của em ha. Rồi thì hôm nay em cũng chuẩn bị ha, tiếp tục thì trồng một cái số cây lớn vào trên cái bồn gạch này cả nhà. Thì số này chuẩn bị thì mình sẽ hôi bầu bớt ra ha. Nếu mà đất nó xốp nó ngon thì có thể mình chừa lại, còn nếu mà đất mà nó dẻ quá đó, có thể thì mình sẽ tiếp tục mình khui ra ha, xử lý đế mình làm lại cho cái cây mình nó chuẩn luôn. Thì cái clip 2 năm rồi thì chia sẻ cách trồng mai lớn phần 2 đó, thì clip đó thì cũng hiện tại bây giờ thì một số cô chú anh chị mình xem rất là nhiều ha. Thì cái clip đó thì em làm thì cái khúc sau thì Thịnh xuống có quay, thì em có nhờ Thịnh quay chung luôn ha. Thì nhiều anh em nghĩ thì nói là em copy cái clip của Thịnh. Thì hôm đó thì em cũng có nói trước ha, trước thì tại vì đang làm thì chỉ cách anh em làm, thì nên Thịnh sẵn quay thì quay chung với em luôn. Thì cũng rất cảm ơn cô chú anh chị mình quan tâm ha. Thì trong cái thời điểm mà trồng được một năm nay, thì khi mình trồng được cái đất mặt ruộng đó cả nhà, thì hiện tại bây giờ thì em thấy cái cây mình nó phát triển rất là tốt, nên em sẽ áp dụng ha, áp dụng tiếp tục em trồng. Mà đợt này thì em sẽ trộn một số rễ dừa mà mục đó cả nhà, rễ dừa mục mình đã sai rồi, thì để trộn thêm cho cái cây mình nó xốp luôn. Đó, thì thấy hiệu quả thì hôm nay em tiếp tục chia sẻ ha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà chưa xem qua cái clip mà chia sẻ cách trồng mai lớn ha, lớn phần 2 đó, thì cô chú anh chị mình có thể xem lại. Và hiện tại bây giờ thì em trồng này được một năm mấy rồi, thì cái cây rất là hiệu quả cả nha. Đó, trồng đất thì cây mau lớn ha, cây mau lớn xanh tốt. Đó, trong một năm thì cây khi mình đôn lại đó là cái cây mình nó bắt đất được rồi, ăn ra đất rất là nhiều, thì cây rất là sung và cái gốc nó lớn cũng rất là mau. Còn cũng có nhiều anh em thì cách trồng riêng biệt với nhau, có thể là anh em trộn trấu xơ dừa hoặc là một số chất trồng khác ha, hoặc là cát đó, thì tùy theo thôi. Nhưng mà em thấy cái cách của em trồng một năm qua thì nó cũng đạt hiệu quả ha, cây thì nó lớn rất là khỏe mạnh đó, cây lớn mau, cây xanh dày tốt ha. Nên em tiếp tục em trồng theo cái cách của em đó. Do vậy thì mỗi người thì mỗi có cách riêng, nhưng mà thấy cái nào hiệu quả thì cô chú anh chị mình có thể là áp dụng làm theo. Thì số này thì em chuẩn bị khui bầu nè cả nhà. Số này thì được cái là cái thân nó cũng lớn nha, mình trồng sẽ lâu dài. Còn cái quý này thì chú hoành đã tới 70 mấy mấy nha, mấy mấy đế thì cũng được thôi cả nhà. Nhưng mà cái thân thì mình thấy cái thân là khá là đẹp nè, thân khá đẹp ha. Đây. Đó, nên mình sẽ trồng lại thì số trên bồn thì có thể mình ghép mình trồng khoảng 3 năm là mình chơi rất là ok rồi cả nhà. Cái bò ghép của mình là cứng cáp rồi, thì có thể mình đem lên chậu mình bứng lên chậu mình chơi tết ha. Thì nếu mà cái bồn mình làm cho nó thiệt là gọn thôi, cô chú anh chị mình làm gọn thì sau này mình đưa lên chậu mình không có vận chuyển nữa, thì rất là đơn giản ha. Đó, chơi xong thì có thể qua tết mình xuống chậu nữa, xuống trên bồn nữa, thì để cái cây mình lên bồn mình chăm sóc, rồi tết mình đem lên là cái cây mình nó không có mất sức nhiều ha. Đó, còn nhiều khi tính chậu mình trồng chất trồng là tấu xơ dừa, thì cái cây của mình nó khi mà đi cho thuê ha, cho thuê thì cái cây nhiều khi nó khách không có tưới nước nên nó bị khô nước ha, khô nước thì nó mất nước trong thời gian trưng tết, thì cái cây mình nó lâu ngày, nhiều khi trưng 1-2 năm thì cái cây mình yếu ha. Còn nếu mà được như ở nhà mình chăm sóc á, thì nó sẽ đỡ phần nào hơn, ví dụ mình biết canh lượng nước thì nó dễ hơn ha. Còn nếu mà cái cây mình trồng đất với đất á, cái trồng là đất, thì khi mình bứng lên chơi đó, ở nhà mình chơi là cái cây nó không có mất sức gì hết cả nhà. Nó mất sức ha, là chơi xong mình sẽ đặt lại xuống bồn mình nuôi tiếp rồi xong tết lên mình xử lý bông mình chơi, là cái cây nó
rất là khỏe mạnh ha, không có bị yếu đâu. Cũng nhập về một số cây phôi đó cả nhà, một số cây phôi ha. Cái quý này được cái bề đế rất là đẹp nha nha. Cây này đo trên đây thì hoành được 6 mấy nè cả nhà, 6 mấy hoành ha. Đây thì hơi thiếu một cốt ở đây, có thể mình em sửa rồi sẽ đóng một cái chân cành ra này nha, sẽ lắp được cái khoảng trống này ha. Đây có mới đem về cái xù nữa nha, cái xù mà bồ đế nhà thấy này, nước xù nữa, xù giáp luôn nha. Xù này khoảng 90% ha, xù này là xù chải nha nha, sắp đang cày chải bè hết ha. Xù mà được cái này là bồ đế cả nhà, này mình môi xuống là bồ đế nó còn cắm xuống rất là nhiều ha, hoành khoảng 57-58 ha nha, nếu mình đo cái eo nhỏ nữa ha, 7-58 đây hoành luôn, nó đều luôn, giáp nồi đế ha, cộng đế nó bằng bắp tay em có nữa ha, nhưng cộng đế này bằng bắp tay nè, nở đều. Dách đế nè cả nhà, để găng tay đây nè. Nhưng đo cái đo tổng của hoành này chắc khoảng 9 mấy nè. Tổng của hoành hoành nạc của nó ha. Đo tổng cái này khoảng 9 mấy. Rồi thì bắt đầu mình tiếp tục mình khui bầu nha cả nhà. Đó thì mình đất thì cái này nó cũng có số xốp, có số nó hơi cứng nè. Đất này là đất nhìn như đất sét. Nếu mình để như vậy thì mình trồng là cái cây nó không có phát được ha. Đó, bắt đầu mình sẽ cui ra. Cui từ từ đừng cho nó bể sâu nha. Gọn chừa lại đó. Cui ra để khi mình vô đất cái mặt ruộng lại đó là cái bù để nó mau phát triển nha. Đất này rất là tệ ha. Nó cứng rồi. Nên những cái cây mà nếu mình có dời lên bồn rồi, những cái cây nào mà nó cái đất cảm thấy nó xốp á, là mình không khui ra cũng vẫn được ha. Còn những cái đất nào mà thấy nó cứng á, nó chai quá thì bắt buộc mình phải khui bầu đất ra cho cái cây mình nó không có bị dẻ. Khi mình tưới nước á, khi mình trồng rồi mình tưới nước á, là cái nước nó rọt xuống đều, là cái cây mình nó không có bị mất nước, và thứ hai nữa là cái bộ rễ nó phát triển rất là tốt ha. Còn nếu mà mình tưới không có xuống thì cái cục nhân cũ của nó dễ bị mất nước, nước khô mình thời gian thì 1-2 tháng thì nó không sao. Nói chung là khi lúc đầu mà cái cây ra cơ hai đó mình không có biết đâu, có khô đi chăng nữa thì cái cây nó cũng không có bị cảm thấy nó bị mất nước. Nhưng trong thời gian khoảng 6 tháng đến 1 năm á, cái tàn nó đủ rồi là cái lượng nước nó hút lên thân rất là nhiều. Cái lúc đó là thường là trong cái cục nhân của chú anh chị mình thấy cái cây mình sau 1 năm rồi nó tốt, rồi năm nay nó lại bị yếu ha. Là lý do là mình để thời gian mất nước nó rất là lâu. Cái cây mình nó đã khô, nó mất nước thì nó không cung cấp đủ trong thân, là bắt đầu cái nhựa cái khô trong cái xương cái tủy á. À, trong đó lúc đó thì thời gian lâu quá thì cái cây mình muốn hồi phục lại là rất là khó ha. Nhiều cây mình trồng nó 1 năm, năm đầu không sao, năm thứ 2, năm thứ 3 nó bị nứt da, nó khô thân. Đó lý do là cái cây do là cái bầu đất mình tưới ha. Bầu đất mình tưới và có thể là cái lượng nước có dư nước nó cũng bị ảnh hưởng đó nha. Dư nước thì nó bị thối rễ từ dưới lên. Đó, 1 năm 2 năm thì bắt đầu thối lần lên ha. Nó bị hư rễ. Nó cũng bị dễ chết nhánh ha. Nếu mà dư nước thì thường là cái nhánh nó bị chết là nhiều ha. Còn mà nếu mà nó khô là cái thân nó bị nứt ha, nó không cung cấp nước được trong thân là cái thân nó bị nứt ra. Số này cũng có đề cám ha. Cây này thì em nghĩ chắc trồng cũng
trồng cũng lâu năm rồi, không có dời nữa nha, không có dời lần nào ha. Nên phần những cái rễ này nó đi thẳng ra, mình cắt dùng lại thôi, chứ không có rễ để con nó mồi nữa ha. Đây, nhựa nó đã lên, em để trong thời gian này nhựa đã lên ha. Khi mình trồng xuống thì những cái cổ rễ này nó không có bị úng nữa cả nha. Để thời gian khoảng 10 ngày, 20 ngày hoặc là nửa tháng, tùy theo coi mức độ cây mình nó lên nhựa như thế nào, mình trồng xuống thì nó sẽ mau bắt rễ hơn. Đây, số nhựa này nó miếng ở đầu rễ nè. Nói không ta? Này chút kia để vô chút cũng được. Không, mình để xe xúc vô mãi cái để đòn chắc bợ theo chứ, nói không ta? Đòn như nãy á. Còn chút nữa nghiêng lại cái bè dưới đáy cho nó bằng luôn, cho mãi khỏi từng xả. Thì cái video là hồi năm rồi đó cả nhà. Thì cũng nhiều anh em rất là quan tâm ha. Thì cái clip mà em quay đó là chung với Thịnh á, thì hôm đến một năm mấy nay thì được cũng khoảng 400 mấy chục ngàn người xem đó nha. Đó thì em thấy anh em cũng quan tâm, thì sẵn hôm nay cái em làm lại ha, làm lại. Nhiều anh em nhiều khi cũng chưa xem, những anh em mới đó, cô chú anh chị mình mới đó, chưa xem những cái clip cũ, thì hôm nay em quay lại luôn để làm hiệu quả trong một năm qua. Thì cây hiện tại giờ nó phát rất là tốt ha. Rồi sẵn đây thì em cũng chia sẻ luôn, chia sẻ lại cho anh em khi chuẩn bị trồng đây, chuẩn bị trồng những cây lớn thì có cách mình, có hướng mình để mình xử lý cho nó phù hợp ha. Khi mình trồng xuống rồi mình về tới mình xử lý lại thì rất là khó ha. Nên bắt đầu thời điểm này mình làm trong cái lúc đầu này luôn. Đầu này cho nó. Đó, bây giờ gỡ luôn miếng chim để coi mình khửi sao, không phải khửi bằng đâu. Coi cái chỗ hõm chỗ ấy á, tại vì nó nghiêng vậy mình phải lấy lại cái bầu quá chú Hùng. Chắc lấy bên nào nhiều á. Chút nữa rút cái ấy ra luôn đi. Rút cái cục chim ra mình mới canh được cái phan cửa dưới để mình coi mình canh nè, canh lại để thẳng lên kìa, nó nghiêng gì đâu. Lấy cục chim ra, gạch chim ra đi cho mình coi mình canh cái bầu luôn cho nó bằng. Đây là cửa bên đây nhiều nè, không cửa bên đây nhiều nó mới trở về bên đây. Cái này là lý do là lúc đầu mình búng cái bầu ha, bầu mình không có canh được cái ngọn, mình búng cái bầu nó tròn nhưng mà cái ngọn thì hơi nghiêng đó. Thì bây giờ mình sơm bên đó, đúng rồi chú Hiền, sơm bên đó cho nhiều hơn, hẫm vô cũng được, mình lấy lại cái ngọn như cả nhà đó. Mình lấy lại cái ngọn là sắn từ chú Hiền, sắn từ đây xuống, mình lấy cái bầu khi mình đặt lên á, mình không có cần âm xuống nữa ha, lấy cho nó bằng lại cái mặt bầu. Lúc đầu thì mình cái dáng nó nằm sao thì người ta xây bầu vậy thôi, nhưng mà khi mình cắt mình dựng cái ngọn lại thì cái bầu nó, cái ngọn nó bị nghiêng ha. Bây giờ mình sẽ khui cái bầu lại cho nó đứng luôn, khi mình vô mình trồng lên bồn đó không cần ngắm sửa lại nữa ha. Mình chỉnh luôn cái bầu từ đầu luôn. Cái lớp trên đất này em thấy nó cũng xốp nè, nhưng mà cái mặt dưới này thì đa phần thì nó bị phèn nữa nha, phèn như phèn đá nè. Bộ đề cám cũng khá là nhiều ha, cái này trồng xuống nó bắt rất là mau. Rồi thì đổ đất lên nè, khi mình đổ một lớp dưới rồi thì trên đây thì mình sẽ trộn rễ dừa nữa nha. Thì từ cái đáy mình, khi mình trồng đặt cái cây lên á là mình phải trộn một lớp rễ dừa với đất mặt ruộng ha. Ở đây rễ dừa đã sai rồi, đã bầm ra nhuyễn rồi thì mình trộn lên cho nó cũng dạng như ở dưới, thường ở dưới đáy thì thường nó giữ nước, nó ẩm ha, nó thường nó lèn,
nên mình trộn một số đĩa dừa. Ở đây hai bao đất thì sẽ trộn một bao nửa bao lớn dĩa dừa nữa nha, cũng như khoảng là 64 đó, 64 hoặc là 73 ha, để dừa sẽ nhiều anh nửa bao dĩa dừa. Xúp xúp xương xương lên. Cái lý do là để một lớp rễ dừa ở trên bề mặt là chuẩn bị mình để cái bầu cây lên đó, là giúp cho nó có một cái ngăn thế nha, như một cái ngăn để cái nước nó không có bị ứ động cái lớp cái dưới đáy, mà cái bầu của mình á nó không có bị dư nước đó, là nó thoát nước cho chỗ đó nó tốt, thì bầu rễ ở dưới đáy cái bồn của mình đó, cái bầu cây của mình nó sẽ rễ cám nó ra được ha, nó không có bị dư nước, nó bị úng rễ. Cái này chắc phải xong rồi môi khoảng giữa miếng để đặt cái bồn khi nó cao quá. Như vậy chắc trồng như vậy rất là thoáng ha, nó không có bị lèn cây đâu cả nha. Đó, mình trồng thì hôm trước thì không có để dừa nhiều ha, nên em đặt cái đất mặt ruộng luôn, trực tiếp luôn. Nhưng mà cảm thấy những cái cây mình trong cái thời gian một năm đầu tiên đó, nó không có ăn xuống liền ha, ăn xuống liền được, nên nó chỉ ăn được cái ở bên hông thôi, bên hông ăn lên ha, từ cái bầu mình ăn ngang qua thôi, chứ nó không có ăn xuống được. Thì từ khi cái cây của mình năm thứ hai thứ ba nó đủ tàn nó mới ăn ra được nhiều ha, nên bây giờ thì mình sẽ tạo cho nó ăn xuống được luôn, tại vì nó có rễ dừa này nó thoát nước em thấy rất là tốt nè, nên hôm nay thì em sẽ làm độn ha, độn rễ dừa ở dưới cho cái bầu phân của mình nó không có bị ẩm ướt suốt ha. Thì ở đây là cũng cái kinh nghiệm của em đó cả nhà, em thấy thăm dò những cái cây trước, tuy là cái bên nó ăn ngang hông rất là nhiều nhưng mà ăn xuống rất là ít thôi, ở dưới phần cái đất mà mình tưới nó đủ nước á, là ở dưới lúc nào nó cũng bị ẩm ướt hết đó, nên có cái vách ngăn như vậy là cái cây của mình nó sẽ bắt rễ ra rất là mau ha, nó không có bị oi nước dư nước đâu. Rồi, mới đặt được lên bồn nữa nha. Cái chất trồng mình vẫn trộn thêm đất với rễ dừa ha, đất rễ dừa để cho nó tơi xốp ha. Cái phần ở trên mặt nè cả nhà, đa phần là thường thường là mình mua về người ta sẽ xử lý bầu, người ta dùng cái dao tà lạng nó, cái bề mặt này nó rất là dẻ, nó bóng ha, nên phải khử xương xương để khi mình tưới nước là cái nước nó gọt sẽ tốt hơn ha. Còn nó xốp thì không cần tưới đâu cả nhà, không có cần khui ở trên lớp mặt ha, còn có số này nó hơi dẻ nè, bề mặt nó éo nè, mình sẽ khui ra ha, nên nhiều khi tưới cái áo lên nó không có ngấm nước được trong đây nè. Đây, xử lý cái bầu nó hơi nghiêng ha, chú Hiền lấy con cái kéo luôn ấy. Những cái rễ lăn tăn ở trên này thì mình này cũng lắp ha, lắp kéo cái nào được ít xuống mình kéo, còn mình lắp ra tới khoảng giữa nè cả nhà, lắp lên tới khoảng giữa đây. Đó thì mình cũng trộn thêm rễ dừa, rễ dừa với đất mặt ruộng. Đây, năm nay thì vừa vụ đông xuân cả nhà ha, thấy thì cái gốc gạ nó vẫn còn rất là mới ha, rất là mới. Đất thì nó cũng vừa gáo thôi, nó không có ẩm ướt, nó cũng không có khô ha, không khô mấy. Thì sau khi mình đặt lên thì đất mình trộn với rễ dừa đó, thì cô chú anh chị mình thấy rễ dừa nó khoảng 4 phần thôi, nhưng mà đất nó 6 phần ha, 6 phần vẫn được. Thì mình sẽ trộn vô để cho nó có cái độ xốp ha, độ xốp nó không có bị dẻ khác lại. Đó, rễ dừa thường thường thì lâu năm nó mới mục hết ha, có thể là 1 năm 2 năm. Đất thì nhiều khi mình tưới đất không á thì nó sẽ dẻ lại, nó làm thành khối ha, nhưng mà có để dừa rồi nó có khoảng ngang thì cái cây mình nó sẽ xốp hơn. Đó, thì để mình vô mình cũng ém từ từ thôi,
đó, dùng cây hoặc là tay gì đó để mình chọt những cái khe hở đó. Đó, cô chú anh chị chọt thật là kỹ, đừng cho nó bị trống bọng quá ha, để cái cây mình nó không có bị hở ra thì cái rễ này nó bắt rất là mau. Rồi cây ba thân này làm đế lại nè, đây về đế làm lại cái đế nó được trải dài đẹp nha, cắt không rễ chèo vào đây, cắt bỏ ha. Rồi thì mình lắp lại cái khoảng cái cọng rễ đó, lắp lại thời gian đầu mình lắp trước đi, lắp trước cho cái bộ rễ nó chớm ra, rồi sau đó mình sẽ một năm hai năm sau mình môi đế ra vẫn được ha. Thì số này đã lên nhựa rồi, đã lên nhựa để cũng thời gian lên nhựa hết nha. Đó thì sau khi mình trồng xuống nhớ mình che lưới ha, để những cái mục này, những cái mục mà nó lên nó áp nắng thì cái cây mình nó không có đâm tược được ha, nhiều cái tược nó sẽ bị rũ lại. Đó, do vậy thì mình phải che lưới cho nó mát trong thời gian đầu tiên này. Nó ra luống mục rồi mình phải tháo ra, hoặc là có thể già cơi đi cây hai mình tháo ra cũng được ha, tùy theo cái cây mức độ của mình nó khi lên tược nó sung khỏe hay không. Tại nhiều khi nó mới có đi tược nước mà cái cây mình không biết đó, mình tháo lưới ra nó sẽ bị sụ ha, có thể là có số cây nó bị chết nhánh luôn, hoặc là nó chết luôn, nó không có đâm tược được nữa. Chưa lại cục đất nè, cái này thì do cái bên mặt dũng hôm trước đó bứng lên nó không có đất á, không có chừa. Còn cái này thì đã khửi gọn bầu nè nha, nó thâu bầu như vậy, sau này mình muốn lên chậu ha thì mình vô chậu nó rất là gọn ha. Còn nếu mình không có thâu á, thời gian đầu mà không có thâu vậy để cái bộ đế nó lớn quá, sau này mình lên chậu lớn ha, cao quá đó, hơi cao rồi. Chút cái này không cần ốp mà mình moi ra mình âm xuống được không? Chỉ cái bệ đế rất là lớn, cây này tám mấy hoành nha, thấy vậy chứ cái thân nó lớn lắm. Để cái tay này chỉ có một phần nhỏ thôi nè. Đó, chất trồng ở đây nè, trồng cả nhà thấy ha, để dừa rồi mình trộn với đất ha. Đất thời gian này rất là tốt ha, thứ nhất là cái gốc gạ nó vừa, nó không có cũ mà nó cũng không có mới quá nữa ha. Nên cái trộn được với rễ dừa thì thời gian đầu này mình giữ nước được đó, cái bộ rễ mình nó phát triển rất là mau. Nó nhớ lắp cái mé mình nào. À, giờ cái mặt này cho nó qua bên đó. Cái này vô bên đó thì hồi nãy cái chỗ hõm chỗ nào ta? Cái hõm nào mình phải kê bên đó nhiều hơn á. Rồi sau khi đặt bồn cũng mình vô phân, thì ém vô chất trồng vô, ém cho nó đều hết là được ha. Ém từ từ, nói chung những cái lỗ trống nào thì mình lắc cái cây mình ém sẽ cho nó đều nhau là được ha. Đó khi dựng lại nhìn thấy các bằng thì nhìn thấy cái ba thân nó cũng có duyên nha nè, sát lớn. Trưa hơi nắng dữ lắm nha, à, nên khi mình trồng xong mình nhớ che lưới nha, để 1-2 ngày thì nhiều khi nắng nó cháy thân, có một số nó bị cháy thân là do những cái cây mình tàn lớn đó, khi tàn lớn nó rậm rồi đó, nó mát mà mình cắt nó tụi rồi, ra nắng 1-2 ngày là một tuần lễ là có thể là nó sẽ nắng mới thân ha. Nên trong thời gian đầu trước khi mà nó lú tược đó, mình phải che nắng cho nó thật là mát. À, để khi nó lú tược rồi thì nè, cái lá nó sẽ che được cái thân ha, nó không bị cháy nắng. Số anh em kỹ hơn thì có thể mình dùng chỉ dừa, hoặc là dùng cái lưới thái đó, mình sẽ quấn cái thân ha, quấn cái thân trong một thời gian đầu tiên. Nhưng mà quấn thì mình nhớ là tháo ra trong thời gian là nó vừa thôi, chứ để lâu quá thì cái thân nó cũng mát ha, mát cái thân nó. Mình tháo ra trong lúc mà bị nắng nó cũng bị dễ cháy nữa ha. Nên khi tháo ra mình phải coi thời tiết nó mát hay không, hoặc là cái cây mình tàn nhánh nó phải nhiều ha mới được ha. Rồi thì hôm nay tiếp tục ha,
làm quay lại cái clip chia sẻ cho cô chú anh chị mình để cái cách trồng một số cây mai lớn trên cái bồn gạch mà có hiệu quả. Thì trong một năm qua thì em cũng đã rút kết một số kinh nghiệm rồi đó cả nhà. Thì mình thấy trồng có đạt hiệu quả thì tiếp tục em chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Đây thì trước khi kết thúc video ha, em sẽ quay lại một số cây thì cô chú anh chị mình ngắm ha, trồng trồng một năm mấy qua này cả nhà. Thì cô chú anh chị mình thấy để mình tin tưởng mà áp dụng ha. Này, cái lá nó bự bốn ngón tay của em nên rất sung khỏe ha. Đó. Số này là cây tấp sao. Rồi thì một lần nữa ha, rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Thì cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á thì cũng nhớ đăng ký để ủng hộ kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem ha, để thấy có hiệu quả mà mình cái cách mình làm hiệu quả thì mình sẽ áp dụng làm theo đó. Thì đăng ký kênh để khi mà em đăng những cái video mới đó, cô chú anh chị mình sẽ được nhận cái thông báo ha. Rồi thì em cũng xin tạm kết thúc video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ha.